Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày 19 tháng 10 năm 2022 và ở Hoa Kỳ bây giờ là khoảng 5 giờ 42 chiều giờ Cali Các bạn đã bước qua ngày thứ năm ở Việt Nam rồi Và hôm nay đó chúng ta cũng có một số những cái thông tin nổi bật Và đầu tiên hết chúng ta cũng sẽ nói về cái báo cáo quý 3 của Tesla Họ đã làm gì về cái số lượng Bitcoin của họ Và kế đó chúng ta cũng sẽ nói về Fidelity Thì Fidelity đã lập luận Bitcoin là lựa chọn tốt nhất cho tình hình hiện tại thì tại vì sao và chúng ta cũng sẽ nói tới cái tình hình chung của thị trường tài chính thì bắt đầu đó chúng ta sẽ nói tới Tesla đi thì đầu tiên hết đó chúng ta đã có báo cáo tài chính quý 3 từ Tesla và đương nhiên nhiều bạn rất là quan tâm đến Tesla tại vì Tesla đã vẫn đang lưu trữ nhiều Bitcoin tổng cộng đó là họ vẫn lưu trữ hơn 9.700 BTC và vẫn là công ty xếp hạng thứ ba về lưu trữ Bitcoin hiện tại mặc dù là họ đã bán nhiều Bitcoin trước đó thì kết quả trong quý 3 đó Tesla có bán hay là mua thêm Bitcoin Thì câu trả lời đó là họ không làm gì hết và Vẫn giữ nguyên cái con số đó Không bán nhưng mà cũng không có mua thêm Thì báo cáo quý 3 đó cho thấy là Tesla đang lưu trữ Ngoài trừ Bitcoin ra đó họ vẫn lưu trữ một số lượng lớn tiền mặt là 21,1 tỷ USD Nhưng mà điều này cũng không có lạ đâu các bạn Các bạn đã nhớ đó là giữa bảo vệ Tesla và bảo vệ Bitcoin đó thì Elon Musk đã phải lựa chọn là bảo vệ Tesla và bán đi 75% cái số lượng Bitcoin mà Tesla nắm giữ trong quý 2 Tại vì họ lo sợ đó là kinh tế sẽ rất là tệ và sẽ có suy thoái tài chính Cho nên là Elon Musk nói là không Tesla là cần tiền mặt Cho nên mới bán cái số lượng Bitcoin đó Cho nên bây giờ đó Tesla có cái số lượng tiền mặt nhiều lưu trữ cũng là dễ hiểu mà thôi Tại vì Elon Musk thực sự lo sợ là có suy thoái tài chính và cần phải có tiền để bảo vệ Tesla thì nhiều bạn đó kỳ vọng là trong cái quý 3 này đó chúng ta sẽ thấy Tesla mua lại cái số Bitcoin đã bán Nhưng mà kết quả này đó đối với thần cũng là tốt rồi họ không mua thêm nhưng mà không bán Tại vì sao? Các bạn nên nhớ đó chúng ta vẫn đang đối đầu với lại nhiều khó khăn kinh tế Mà công ty Tesla đó, thì vẫn cố giữ cái số lượng Bitcoin còn lại mà không bán Đó cũng là điều tốt tại vì Elon cũng đã nói rõ là khi mà Tesla bán Bitcoin trong cái quý 2 đó Thì không có liên quan gì đến Bitcoin hết chỉ vì Tesla cần tiền mặt mà thôi có nhiều người đó thì đương nhiên không tin Elon rồi nhưng mà Thuận nên thì vẫn có kỳ vọng là Elon nói thật và sớm muộn gì đó Tesla cũng sẽ mua lại cái số Bitcoin đã bán. Nói chung thì trong quý 3 này đó vẫn là một quý mà có nhiều cái sự bất ổn trong thị trường tài chính. Bây giờ quý 4 cũng là như vậy cho nên Tesla đang lưu trữ Bitcoin mà chưa có bán cái số lượng còn lại đó cũng là một cái điều tốt rồi đối với Thuận. Và về báo cáo tài chính như mà nào mà quan tâm thì cái báo cáo tài chính doanh thu đó ít hơn là kỳ vọng Doanh thu của Tesla đó là 21.45 tỷ so với kỳ vọng là 21.96 tỷ Nhưng mà lợi nhuận mỗi cổ phần đó thì cao hơn kỳ vọng Lợi nhuận đó mỗi cổ phần là 1 đồng là 5 cent so với kỳ vọng là 99 cent Nói chung đó thì sau khi mà có báo cáo tài chính này đó cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng chừng là 5% Và họ đã thông báo sau khi mà thị trường cổ phiếu đóng cửa và đương nhiên đó, chúng ta thấy được là không chỉ riêng Elon lo lắng về suy thoái tài chính đâu các bạn à, Gần đây chúng ta cũng nghe hết người này tới người kia chia sẻ về suy thoái tài chính Hôm qua đó chúng ta nói tới CEO của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs là ngân hàng rất lớn tại Hoa Kỳ cũng nói như vậy Hôm trước đó chúng ta cũng nghe nói điều tương tự được nhắc đến bởi CEO của ngân hàng Chase là Jamie Dimon Và hôm nay đó chúng ta lại có thêm một người nữa đó chính là Amazon founder Jeff Bezos cũng nói điều tương tự Bây giờ chúng ta, chúng ta gọi là Amazon founder tại vì Jeff Bezos đã không còn là CEO của Amazon nữa Nhưng mà trong video hôm qua đó Thuận cũng đã chia sẻ với các bạn về suy nghĩ của thuận về suy thoái tài chính rồi các bạn có thể xem để hiểu thêm cái video thường đã đăng ngày hôm qua nói tóm lại đó thì đội nghĩ một là chúng ta sẽ không có suy thoái tài chính và tất cả chỉ là một cú lừa hay là chúng ta sẽ có một cái suy thoái tài chính cực nặng dựa theo những dữ liệu hiện tại à, Thuận đã chia sẻ chi tiết hơn trong video ngày hôm qua rồi các bạn có thể xem để hiểu hơn và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái uh, tài liệu những cái sự kiện liên quan đến thị trường tài chính nói chung đi rồi chúng ta sẽ nói tới một số những tài liệu liên quan tới bitcoin một lát nữa thì nhìn chung đó, thị trường chứng khoán hôm nay đó, đỏ một chút Các bạn thấy được là cả ba chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó thì đều đỏ Ngày hôm nay khi mà kết thúc thì các chỉ số futures hiện bây giờ đó của chứng khoán thì vẫn đang đỏ hiện tại Vàng đó thì chúng ta thấy là vẫn dưới 1.700 đô cho một ounce vàng Và hợp đồng dầu đó thì vẫn như vậy khoảng 85 đô cho một thùng dầu Chúng mình sẽ nói thêm về dầu một lát nữa về thị trường crypto đó thì các bạn thấy được hôm nay đã cũng là một ngày đỏ Tương tự như chứng khoán nó các đồng lớn xuống khoảng chừng là 2% và tổng số vốn hóa đó thì đương nhiên vẫn dưới 1.000 tỷ đô la hiện tại. Chúng ta hãy nói một ít về thị trường dầu đi, tại vì dầu đó là một cái yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát rất là lớn và ảnh hưởng đến lạm phát như là ảnh hưởng đến Fed sẽ làm gì và đương nhiên ảnh hưởng đến thị trường chính nói chung và đương nhiên cũng sẽ có sự ảnh hưởng đến thị trường crypto. Về dầu đó thì tổng thống Biden à, đương nhiên là muốn giá dầu giảm rồi các bạn Vì giá dầu đó như thường chia sẻ ảnh hưởng rất lớn đến phần trăm lạm phát Và chúng ta đã chỉ còn khoảng chừng là hai tuần nữa thôi là đến bầu cử duy nhiệm kỳ rồi Thì hôm nay đó tổng thống Joe Biden đã lên tiếng nói là các công ty dầu Nên dùng lợi nhuận của mình để mà sản xuất thêm dầu Thay vì dùng số tiền đó để mà mua lại cổ phiếu và trả cổ tức thì không biết đó là cái thông điệp này có tác dụng gì hay là không tại vì các công ty dầu đó trong nhóm opec plus các mà đã biết à, là họ chuẩn bị cắt giảm sản lượng dầu để mà đẩy giá dầu lên mà tại vì họ nói là họ cần giá dầu ở mức là 100 đô giá dầu bây giờ đó là họ sẽ lỗ, tại vì họ nghĩ là cái nhu cầu dầu đó sẽ giảm trong những tháng tới đây, cho nên họ cần mức giá dầu tăng lên. Nhưng mà ngược lại đó, thì bên tổng thống Joe Biden à, lại muốn tung thêm dầu ra thị trường từ cái số à, thùng dầu dự trữ đó để tăng thêm nguồn cung và hứa hẹn đó, sẽ mua lại à, cái số dầu đó để mà dự trữ khi mà giá dầu xuống khoảng 70 đô la. Nói chung, đó, tôi đã chia sẻ nhiều lần với các bạn à, chúng ta đang có à, một cái cuộc chiến giá dầu giữa à, tổng thống Joe Biden cùng với lại cái nhóm OPEC Plus. Kết quả ra sao thì chúng ta chưa biết. Nói chung là vẫn chưa thắng thua gì hết. Giá dầu bây giờ các bạn thấy được là hợp đồng vẫn ở mức là khoảng 85 đô hiện tại. Thì 85 đô có nghĩa là giữa 70 đô và 100 đô thì vẫn chưa phân thắng bài. Chúng ta đương nhiên sẽ tiếp tục theo dõi thêm giá dầu vì nó có sự ảnh hưởng lớn tới phần trăm lạm phát. Và hôm nay chúng ta cũng có một cái thống kê đến từ Mortgage Bankers Association. Có thể hiểu đây là hiệp hội của những công ty cho vay mua bất động sản tại Hoa Kỳ đi thì họ có thống kê gì họ có thống kê đó là cái nhu cầu vay để mà mua nhà ở hoa kỳ đó đã giảm đương nhiên rồi tại vì lãi suất tăng cao mà nhưng mà giảm như thế nào thì họ thống kê đó đã giảm đến mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua rồi các bạn cái số lượng người mà mượn tiền mua nhà đó đã giảm 38% so với lại một năm trước nghĩa là 100 người mua nhà cái đây một năm đó thì bây giờ chỉ còn khoảng 62 người mà thôi thì nghĩa là vẫn còn người nhưng mà ít hơn rất là nhiều và lý do đó là đương nhiên phần trăm lãi suất đang cao trung bình bây giờ đó là khoảng chừng 7% phần trăm lần khi các bạn vay mượn tiền mua nhà cho 30 năm thì 7% phần trăm có phải là một cái phần trăm cao hay là không thì nếu như các bạn nhìn vào lịch sử đó như mình nhìn thấy trên màn hình thì nó không phải là cái phần trăm cao nhất mà nó là cái phần trăm cao trở về khoảng chừng là năm 2001 và nếu như các bạn nhìn vào những năm như là năm 2005 đến năm 2007 đó thì lãi suất là khoảng hơn 6% nhưng mà các bạn nên nhớ lúc đó là người ta vẫn vay mượn tiền mua nhà rất là nhiều và đây đương nhiên là một phần dẫn đến khủng hoảng bất động sản năm 2008 nhưng mà tuy nhiên đó lúc đó với bây giờ khác nhau lúc đó thì mượn tiền dễ hơn là bây giờ Bây giờ đây các bạn muốn mượn tiền mua nhà thì các bạn phải chứng minh được thu nhập cũng như là các bạn cũng phải có cái điểm liệt tốt thì mới có thể mua được chứ không giống như là thời điểm năm 2005 đến 2007 đó. Lúc đó thì chỉ cần nói miệng thôi các bạn không cần chứng minh gì hết thì cũng đã có thể mượn được tiền mua nhà cho nên mới dẫn đến cái khủng hoảng lớn như vậy năm 2008. Cho nên lãi suất 7% đó cũng không có nghĩa là người ta sẽ ngưng mượn tiền mua nhà đâu các bạn Nhưng mà chỉ vì tốc độ tăng quá nhanh Có thể nói là nhanh nhất trong lịch sử luôn Cho nên nó đã gây ra một cái cú sốc Và nguồn cầu đã nguội lại, giá nhà đó cũng đang nguội lại luôn Còn về refinance có nghĩa là nhiều người, người ta đang có nhà Người ta muốn mượn lại ngân hàng để mà dùng nhà làm thế chấp đó để mà mượn tiền để sử dụng thì đương nhiên là thê thảm rồi tại vì lãi suất đang cao mà đâu có ai muốn làm gì đâu cho nên nhu cầu đó đã giảm 86% so với lại một năm trước và đây cũng là lý do mà các bạn thấy là chúng ta thường hay thấy những thông tin như những ngân hàng đó thì sa thải nhân viên tại vì cái nhu cầu vay mượn tiền để mà refinance đã giảm rất là nhiều thì nói chung đó những người mà có khả năng và điểm tín dụng tốt đó thì họ vẫn mượn tiền để mà mua nhà hiện tại À, nhưng mà Thuận cũng đã chia sẻ với các bạn là nền kinh tế Hoa Kỳ đó cũng đang được hỗ trợ bởi những người có điều kiện như thế này. Và để các bạn hiểu rõ hơn đó thì chúng ta nhìn thêm một tài liệu nữa. Đây là cái thống kê đến từ Moody's. Thì người dân của Hoa Kỳ đó theo thống kê này đã phải chi trả thêm trung bình là 445 đô mỗi tháng tại vì lạm phát. Thì có thể là các bạn sẽ nói là so với lại cái thu nhập của Hoa Kỳ đó thì con số này đó không nhiều. Nhưng mà nó thật sự là rất nhiều các bạn. Chúng ta hãy xem tài liệu thống kê từ ngân hàng First Republic. Họ thống kê đó là người dân Hoa Kỳ trung bình để giành được khoảng chừng là 5.300 đô một năm. Đương nhiên đây là thống kê từ một nguồn mà thôi, nhưng mà chúng ta dùng đây làm ví dụ đi. Thì đương nhiên đây là con số trung bình mà thôi. Nếu như các bạn nhìn thì theo độ tuổi đó, dưới 35 tuổi thì trung bình chỉ có thể để giành được là 3.240 đô mỗi năm mà thôi. So với lại trên 75 tuổi đó thì có thể để dành trung bình được tới 9.300 đô mỗi năm Đây là con số trung bình mà thôi nhưng mà chúng ta lấy con số 445 đô chi tiêu thêm mỗi tháng bị lạm phát vừa mới nói tới đi nhưng trong 12 tháng có nghĩa là một năm đó người dân Hoa Kỳ phải chi thêm khoảng chừng là 5.340 đô mỗi năm thì so với lại trung bình đó họ chỉ để dành được có 5.300 đô mà thôi như các bạn đã thấy à, thì coi như là họ chẳng để dành được trong nào hết tại vì lạm phát đã tăng cao hơn nhưng mà đồng lương nên thì không tăng như vậy thì đó là cái sự ảnh hưởng của phần trăm lạm phát và họ sẽ là những người mà đi bỏ phiếu bầu cử nhiệm kỳ à, vừa không để giành được, họ vừa lại thấy cái tài khoản đầu tư của mình à, đang bị mất giá, tại vì chứng khoán đang xuống giá mà rất nhiều người dân của Hoa Kỳ tham gia đầu tư chứng khoán thông qua những cái quỹ lương hưu à, như là 401k, cho nên à, khi mà cổ phiếu đi xuống thì cũng đồng nghĩa là tài khoản Yahoo của họ cũng mất giá luôn Thì các bạn có thể hiểu là họ sẽ không được chui đâu Đây cũng là một trong những cái yếu tố liên quan đến áp lực chính trị Về việc tăng lãi suất hay là không Đến từ Nhà Trắng và cái sự mâu thuẫn giữa Fed và Nhà Trắng hiện tại Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn Và sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin như thế này với các bạn Và trước khi chúng ta tiếp tục với một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay đây thì trong video này chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn CoinX và hôm nay đã thông điệp là về giải đấu Rugby Players World Cup 2021 đang diễn ra và CoinX là nhà tài trợ chính thức của giải đấu này thì đây chúc mừng sự kiện CoinX và Rugby Players World Cup 2021 đó thì CoinX đã ra bộ NFT đầu tiên có tên là CoinX Rugby Players bộ NFT này đó được niêm yết trên thị trường NFT của OneSwap. Đây là nền tảng CSC, có nghĩa là Connect Smart Chain vào 7 giờ tối ngày 21 tháng 10 năm 2022 giờ Việt Nam với giá đấu thấp nhất đó là 300 token CET. Cái bộ NFT sưu tầm Connect Rugby Players nhằm vào mục tiêu là khám phá và liên kết giữa blockchain và thể thao. Nếu như bạn đã là người yêu thích NFT yêu thích thể thao, yêu thích bóng bầu dục hoặc là coinex fans thì uh, bộ NFT này đã chắc chắn là một trong những bộ uh, NFT mà các bạn cần phải nên tìm hiểu. Ngoài ra đó, người dùng mua NFT với giá hơn 10 đồng USDT trước 7 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2022 giờ Việt Nam đó còn có thể nhận thêm cái phần trả lại là 8 đồng USDT. Như vậy đó thì câu hỏi là làm thế nào để uh, có thể tham gia vào NFT ở trên OneSwap thì uh, có ba bước tổng cộng Thứ nhất là các bạn cần phải xác minh tài khoản ví của bạn có nhất là 301 token CET, cái giá thấp nhất Thứ nhì là liên kết ví tiền của bạn đến OneSwap NFT Marketplace Và thứ ba đó là chọn một NFT và bắt đầu đấu giá Và đây đó là thông tin về bộ NFT đầu tiên của CoinX Các bạn có hứng thú đó có thể tìm hiểu và tham gia tạo tài khoản tại CoinX Tất cả những chi tiết tôi như để trên phần mô tả của video này các bạn có thể tìm hiểu thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ video ngày hôm nay, CoinEx Và ngoài cho Hoa Kỳ ra đó chúng ta cũng có báo cáo lạm phát đến từ nước Anh Và cũng rất là cao luôn các bạn Chỉ đáng tiếc đó là phần trăm lạm phát của tháng trước báo cáo là 9,9% trên nước Anh Bây giờ đã, đã lên tới 10,1% và cao hơn tính là 10% Nói chung thì lạm phát nước Anh thì vẫn chưa có được quản lý hiện bây giờ còn về Châu Âu thì sao? Châu Âu đó chúng ta cũng có cái thông tin lạm phát và cũng rất là cao các bạn. Trung bình là 9,9% cho cái tháng 9. Nhưng mà cái đó là trung bình mà thôi các bạn biết châu Âu đó có rất nhiều quốc gia. Các bạn thấy được là tùy theo các bạn nói quốc gia nào. Các quốc gia như là Pháp đó thì phần trăm lạm phát khoảng chừng là 6%, Malta đó thì khoảng 7,4%. trăm à, thì cái phần trăm lạm phát của những quốc gia này thì ít hơn so với những quốc gia như là Lithuania hay là Estonia thì phần trăm lạm phát rất là cao luôn các bạn, cao hơn 20%. Các nước như là Sweden, Slovenia, Đức và Austria đây thì xoay quanh khoảng chừng là 10%. Nói chung phần trăm lạm phát ở châu Âu đó cũng không có đỡ hơn phần trăm lạm phát của nước Anh đâu, rất là cao. Phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ bây giờ đó thì đã giảm xuống 8 mấy phần trăm nhưng mà châu Âu thì vẫn đang rất là cao hiện tại. Nói chung lạm phát vẫn là đề tài nóng nhất liên quan đến tài chính hiện tại và đi đâu chúng ta cũng nghe nhắc tới và điều này đó cũng là điều mà được Fidel nhắc tới ngày hôm nay thì Fidelity là một công ty đầu tư rất lớn tại Hoa Kỳ và chúng ta hãy nói tới Bitcoin đi tại vì Fidelity đã nhắc tới lạm phát đô la và Bitcoin ngày hôm nay thì họ đã lập luận gì thì các bạn thấy được đó là đứng trước tình hình lạm phát khắp nơi đó và các ngân hàng trung ương tăng lãi suất thì công ty đầu tư Fidelity lập luận là chúng ta sẽ thấy cái sự trỗi gì của Bitcoin thì đây là một cái bài nghiên cứu đến từ công ty đầu tư Fidelity Thì Fidelity đó, lập luận lạm phát đang ở mức cao nhất 50 năm qua Và các quốc gia đó đang dùng mọi cách để mà kiềm hãm phần trăm lạm phát Như là họ bán công trái phiếu tăng lãi suất vân vân Nói chung là siết chặt nguồn tiền như chúng ta đã từng nói tới Nhưng mà những cái động thái đó đó đều có tác dụng phụ mà chúng ta hoàn toàn không biết hết như là có thể khiến đồng đô la tăng mạnh lên như các bạn đã thấy đồng đô la đó rất là mạnh DXY vẫn đang rất là mạnh hay là chúng ta nói tới là nước Anh đã hỗn loạn tuần rồi khi mà không trái phiếu rất mạnh nói chung đó thì khi mà lạm phát tăng cao đó các ngân trung ương sẽ có những cái biện pháp nhưng mà những biện pháp đó đều có những cái phản phụ và chúng ta hoàn toàn không biết được tất cả những cái phản phụ đó là gì và Fidelity đi đó lập luận là trong bao nhiêu năm qua từ cái sự kiện Black Monday thứ hai đen đó của năm 1987 đến bong bóng dot com năm 2000 đến khủng hoảng tài chính năm 2008 đó đến khủng hoảng dịch bệnh năm 2020 các ngân hàng trung ương đó đều tiếp tục in tiền để mà hỗ trợ thị trường. Kinh căn bản đó thì Fed chưa hề thu lại cái nguồn tiền từ khung quản năm 1987 và mỗi lần mà có chuyện gì đó thì họ lại tiếp tục bơm thêm tiền vào trong thị trường. Có nghĩa là họ lại liên tục tạo ra bong bóng ngày này qua ngày nọ lớn hơn và lớn hơn theo từng đợt khủng hoảng và thêm vào đó đó thì cái chính sách tăng lãi suất cũng có hiệu quả một phần mà thôi vì so với lại Paul Volcker đó những cái thời điểm như là cuối năm 1970 đó thì bây giờ rất là khác lúc đó đó thì phải đâu nói là cái nợ của Hoa Kỳ so với lại tổng sản lượng quốc nội là GDP đó chỉ khoảng là 30% mà thôi nhưng mà bây giờ đó đã là 120% rồi có nghĩa là Hoa Kỳ nợ nhiều hơn cái chỉ số GDP và nghĩa là phải đều đi nói đó tăng lãi suất cũng sẽ làm gia tăng cái số nợ quốc gia lên thì tại sao vậy tại vì các nợ mới đó sẽ mức cao hơn cần nhiều tiền hơn để mà trả lãi cho nên sẽ làm tăng cái nợ quốc gia lên vì phải tăng lãi suất cho nên thế giới đang tìm kiếm một loại tài sản dùng để làm bảo hiểm trước nhiều rủi ro tại vì tăng lãi suất đó cũng không phải là cái biện pháp mãi mãi được đây là biện pháp tạm thời mà thôi và đối với tất cả các loại tài sản hiện tại đó thì Fidelity lại lập luận là không có tài sản nào tốt hơn là Bitcoin. Cho dù là tình hình như thế nào đó thì Fidelity nói là Bitcoin cũng chỉ có 21 triệu mà thôi và phần trăm lạm phát thì giảm đi theo mỗi 4 năm. Và thêm vào đó đó thì Bitcoin không dựa vào ngân hàng trung ương, không dựa vào công ty thứ ba nào và không thể in thêm. Thêm vào đó là Bitcoin đó có thể dễ di chuyển, có thể chia nhỏ ra được và gửi thông qua internet, không giống như các loại tài sản còn lại. Cho nên à, họ lập luận là sớm muộn gì thì Bitcoin cũng sẽ tỏa sáng Đó là lập luận từ đi Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment bên dưới Thôi nên thì à, đương nhiên cũng đã chia sẻ những thông tin tương tự với các bạn rồi à, Thường tin tưởng đó là cho dù sao này nữa đó chúng ta đang trong tình hỗn loạn hiện bây giờ Nhưng mà cho thời gian chúng ta sẽ thấy được cái sự tỏa sáng của Bitcoin Bây giờ thì chưa phải nhưng mà bây giờ thì đâu có tài sản nào tỏa sáng đâu các bạn Thời gian sẽ có câu trả lời và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến chỉ số ở trên Classno. Và hôm nay là một cái video ngắn hơn thường lệ Thuần sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn trong video ngày mai. Thì nói tới Bitcoin đó chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà xem cái chỉ số về bao nhiêu Bitcoin này có lợi trên Classno. Thì dựa theo tài liệu hiện tại đó thì các bạn thấy được là chỉ khoảng 49% Bitcoin đang có lời mà thôi. Có nghĩa là cái đường màu cam đó đang nằm trong cái vùng màu xanh lá cây thì dựa theo lịch sử đó cho thấy được khi mà cái đường màu cam vào vùng màu xanh lá cây đó thì đây là những cái dùng tương đối tốt mà tích lũy dài hạn đương nhiên cái đường màu cam này đó có thể à, nằm trong vùng màu xanh lá cây một thời gian dài và giá vẫn có thể xuống thêm Tôi không nói là đây là cái điểm mà giá nó sẽ hồi phục trở lại thôi chỉ nói được đây là dựa theo lịch sử là những dùng tích lũy tương đối tốt Dựa theo những lịch sử chúng ta đã có Và bản thân Thuận nên thì đương nhiên không phải dựa vào riêng một chỉ số nào hết Thùng vẫn tiếp tục chung mình giá Bitcoin như nhiều bạn đã biết Thùng chỉ muốn chia sẻ để các bạn nắm được cái tình hình liên quan đến cái số Bitcoin này có lời mà thôi Tại vì đây là một cái dữ liệu mà nhiều bạn thường hay hỏi Và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và nếu mà nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó Thì có thể bấm vào những cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% Khi mà tham gia vào những sàn lớn như là Binance, Bybit, FTX cũng như một số những cái dịch vụ khác Một lần nữa đó, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I got to have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got